Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tư vấn sức khỏe được phát sóng trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Kính thưa quý vị, dứa là một loại trái cây có vị ngọt và thơm đặc trưng, rất nhiều vitamin tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, khi ăn dứa, chúng ta có cảm giác rát lưỡi. Vậy, vì sao lại có hiện tượng này và làm thế nào để hạn chế cảm giác rát lưỡi khi ăn dứa? Hãy cùng báo sức khỏe và đời sống tìm hiểu ngay sau đây. Theo bác sĩ Đoàn Hồng, Viện Y học ứng dụng Việt Nam, dứa hay còn gọi là thơm, có vị ngọt và thơm đặc trưng. Dứa vừa là loại trái cây để ăn trắng miệng, vừa có thể dùng để xào nấu với các loại thực phẩm. Loại trái cây này rất giàu vitamin, khoáng chất và nhiều dinh dưỡng rất tốt cho cơ thể. Dứa cũng chứa một lượng các chất vi lượng như phốt pho, kẽm, canxi và vitamin A, vitamin K. Dứa có rất nhiều vitamin, đặc biệt là giàu vitamin C và mangan. Vitamin C cần thiết cho sức khỏe hệ miễn dịch, giúp hấp thụ sắt, tăng trưởng và phát triển tốt hơn. Trong khi đó, mangan cung cấp các đặc tính chống oxy hóa, hỗ trợ tăng trưởng và trao đổi chất. Tác dụng chống oxy hóa có trong dứa giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa trong cơ thể, có thể giúp ngăn ngừa chứng viêm, có thể dẫn đến ung thư và một số bệnh mạng tính khác. Ngoài ra, dứa cũng chứa các vi chất dinh dưỡng khác, chẳng hạn như đồng, thiamin và vitamin B6, rất cần thiết cho sự trao đổi chất lành mạnh. Bác sĩ Đoàn Hồng cho hay, dứa mật là giống dứa phổ biến thứ hai tại Việt Nam. Ưu điểm lớn nhất của loại dứa này là ăn nhiều sẽ không bị rắt lưỡi hay tưa lưỡi như thông thường. Đồng thời, loại dứa này cũng có nhiều nước và ngọt. Tuy nhiên, một số người lại không thích ăn loại dứa này bởi vì dứa mật lại mềm hơn dứa thường. Về thành phần dinh dưỡng của dứa mật và dứa thường khá tương tự nhau. Về calo, dứa mật nhiều calo hơn dứa thường với 98 calo trong cùng định lượng. Tuy nhiên, dứa mật lại ít chất béo hơn với chỉ 0,1 g, lượng protein và cáp không chênh lệch nhiều. Về nguyên nhân ăn quá nhiều dứa có thể gây ra cảm giác rát ở miệng và ngứa lưỡi. Bác sĩ Đoàn Hồng cho biết, do trong dứa có một lượng lớn enzyme bromelain. Đây là một hỗn hợp của các enzyme tiêu hóa có nhiều lợi ích trong việc điều trị chống viêm nhiễm. Enzyme này có nhiều trong lõi và vỏ dứa enzyme bromelain tuy có lợi cho sức khỏe, nhưng khi tiếp xúc với lớp da nhạy cảm và xung quanh miệng, sẽ làm có tác dụng mềm thịt, phân hủy protein trên môi, lưỡi và cả má của bạn. Do đó, chúng ta có cảm giác đau rát. Hầu hết trường hợp cảm giác đau rát này sẽ tự mất đi sau so vài tiếng. Tuy nhiên, nếu cảm giác này vẫn còn, hoặc bạn xuất hiện thêm triệu chứng phát ban, nổi mày đay, thậm chí là khó thở, bạn nên đi khám ngay lập tức vì đây có thể là triệu chứng của dị ứng dứa. Phần lõi của dứa chứa hàm lượng enzyme này nhiều gấp 20 lần thịt dứa. Vì vậy, lõi dứa gây rát lưỡi nhiều hơn phần thịt dứa. Tuy nhiên, bạn không nên bỏ lõi dứa khi ăn vì các chất bromelain có rất nhiều công dụng như hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa ở dạ dày và ruột, chia nhỏ protein giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn protein trong thức ăn, làm tăng hiệu quả của một số loại thuốc như kháng sinh, an thần, chống co giật, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Bác sĩ Đoàn Hồng cho hay nếu ăn dứa sống mà không muốn bị rắt lưỡi, sau khi gọt vỏ nên cắt thành từng miếng nhỏ, ngâm nước muối nhạt trong khoảng 10 phút. Cách làm này sẽ khiến men phân giải protein bị ức chế và chúng ta không có cảm giác rắt lưỡi nữa. Mặt khác, nước muối giúp giảm niêm mạc miệng và lưỡi sẽ làm cho dứa có vị thơm và ngọt hơn. Bạn cũng có thể ngâm dứa trong baking soda. Hãy cho một thìa baking soda và nước sôi để nguội, khuấy tan và không cho muối. Sau đó, ta cho dứa đã cắt và ngâm trong khoảng 2 đến 3 phút là có thể ăn trực tiếp. Nếu dùng dứa để xào nấu, bạn nên bỏ mắt và cắt phần sâu, rửa sạch và tráng qua bằng nước muối hạt. Khi xào nấu, do tác dụng của nhiệt, khả năng gây dị ứng của dứa không nhiều như khi ăn dứa sống.